Kính thưa quý vị, về việc Hoa Kỳ tạm ngưng ưu đãi thương mại cho Bangladesh có thể ảnh hưởng tới xuất cảng toàn cầu tương tự Dhaka. Tổng thống Obama đã tạm thời thu hồi các ưu đãi thương mại cho Bangladesh, một hành động phần lớn là mang tính biểu tượng để đáp lại những mối quan tâm về điều kiện làm việc trong ngành may mặc đã cướp đi hơn 1.200 mạng sống trong năm ngoái. Các nhà máy đã bị để ý sau vụ sụp đổ của tòa nhà máy may mặc Rana Plaza vào tháng 4 đã giết chết 1.132 người và vụ hỏa hoạn tại nhà máy Tashrin vào tháng 11 giết chết 112 người. Hành động của Hoa Kỳ không ảnh hưởng trực tiếp tới ngành xuất cản quần áo nhiều tỷ mỹ kim của Bangladesh do ngành may mặc không đủ điều kiện để được cắt giảm thuế của Hoa Kỳ. Nhưng nói, cũng có thể dẫn tới hành động tương tự của Liên Âu và như vậy thì sẽ có tác động lớn hơn vì hàng dệt may xuất cảng của Bangladesh được Liên Âu miễn thuế. Ông Anishu Hood là một chủ nhà máy sản xuất hàng may mặc và cựu chủ tịch hiệp hội của các nhà máy may mặc và xuất cảng Bangladesh cho biết, ông dự trù là hành động này có tác động trực tiếp vào các doanh nghiệp, nhưng lo ngại rằng nó sẽ làm tổn thương tới đầu tư của Hoa Kỳ vào nước này ông khước cho biết là chính phủ và công nhân nhà máy sẽ làm việc để cải thiện hồ sơ an toàn ở bangladesh